Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Exovision. Đây là bản tin Pháp lúc 0 giờ ngày 14 tháng 7, tức là 12 giờ đêm của ngày 13 tháng 7 năm 2024. Thì như mọi cái chương trình phát vào cái giờ này thì chúng tôi chỉ có đọc và nói chuyện và quý vị chỉ nghe chứ không có xem, tức là không có hình ảnh. Để cảm ơn các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái vấn đề mà ông Tổng thống Macron của Pháp, ông giải tán quốc hội sau đó bầu cử sớm để hy vọng có một cái kết quả tốt đẹp cho mình. Nhưng mà tình trạng bây giờ thì nó ngược lại với ông ấy. Và chúng ta biết rằng cái hôm vừa rồi tại hội nghị thượng đỉnh thì gần như là có mặt nhưng mà không thấy tiếng. Tức là vắng tiếng chứ không phải là vắng bóng tại hội nghị thượng đỉnh. Gần như là các cái chính trị gia khác, các cái nhà nguyên thủ khác của các nước thì nó còn coi như là còn lên mặt, chứ còn anh Macron mọi lần này anh cũng vênh mặt lắm, nhưng mà lần này thì anh cũng có. Cái vấn đề thứ hai chúng ta sẽ bàn, tức là cái thỏa thuận an ninh vừa ký bổ sung giữa Ba Lan và Ukraine, tức là ông thủ tướng Séc và nhà lãnh đạo gọi là nhà lãnh đạo của Ukraine là Zelensky, thì nó trong đó nó có cái vấn đề chỗ biên giới và bắn hạ hay không bắn hạ, thì chúng ta sẽ nói sâu về vấn đề đó. Cái vấn đề thứ ba là chúng ta sẽ nói cho cái bờ biển Baltic, thì nó gồm có ba nước Baltic. Biển Baltic thì nó có mười mấy nước, nhưng mà cái khu vực Baltic của Liên Xô cũ thì có ba nước, thì đó là Estonia, Latvia và Litva. Trong đó Latvia là một nước rất là rộng, rộng nhất trong số này, và có một trong cái vịnh Riga. Vịnh Riga tức là vịnh là mang cái tên Riga, là thủ đô của Latvia. Thì trong cái vịnh Riga này nó có một cái thị trấn, nó gọi là một thị trấn Suurmala. Thị trấn này rất là đẹp, có thể nói là một trong những cái thị trấn rất là mang hơi hướng của châu Âu, và nó bài Nga đấy, ghê gớm. Và tôi cũng đã có dịp nói với các bạn là tôi đã từng nghỉ mát ở tại đây, nghỉ đông tại đây, tại mùa đông ở trong lục địa Nga nó lạnh lắm, chỉ bây giờ ra Baltic thì nó ấm hơn. Thì cái tình trạng thảm cảnh hiện nay tại Jurmala, tức là khu du lịch nổi tiếng của châu Âu tại biển Baltic thuộc vịnh Riga của Latvia. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái đầu tiên, tức là nói về vấn đề chủ Macron. Thì hôm thứ Tư vừa rồi, thì trong bức thư gửi cho người Pháp đăng trên nhật báo ngày 10 tháng 7 vừa rồi, thì ông Tổng thống Pháp Macron đã yêu cầu các lực lượng chính trị Cộng hòa tạo ra đa số lâu dài để cai trị đất nước, và nói rằng chưa ai giành được quyền lập pháp bầu cử, tức là chưa có ai quá bán ấy, nhưng mà cái đội đứng đầu bao giờ nó cũng phải có quyền hơn các bạn nhé. Điều này là đủ để kích động phe đối lập. Ba ngày sau cuộc bầu cử của quốc hội sớm đã khiến cho nước Pháp hiện nay rơi vào cái tình trạng rất là bất ổn. Và Emmanuel Macron là một trong cái lá thư gửi cho người Pháp thì nói rằng là không có ai thắng trong chủ nhật vừa rồi, và kêu gọi các lực lượng nên tạo ra một cái nền tảng lâu dài và đa số dựa trên cái chủ nghĩa đa phương, vì đất nước, vì dân tộc. Và theo ông, trong cái điều kiện cùng tồn tại chưa từng có trong phòng của ba khối, tức là mặt trận bình dân mới, khối Macronist, tức là chủ nghĩa Macron, và khối đoàn kết quốc gia, tức là NR, cần phải hình thành một nền văn hóa chính trị mới. Tức là chúng ta thấy là coi như là ông trả lại cái gì mà bây giờ ông đề nghị những cái người mà nhiều hơn ông, cái đảng nhiều hơn ông ấy, là phải nên hình thành cái nền văn hóa chính trị mới, giống như ông là đang là trùm sò ở đây. Không được, cái đây nó gọi là bất nhã. Rồi hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington vào hôm thứ Tư, thì nguyên thủ quốc gia của Pháp kêu gọi các bên nên dành cho mình một chút thời gian để thống nhất các vấn đề về một số nguyên tắc cốt lõi cho đất nước và cái giá Cộng hòa rõ ràng. Và nói rằng sau những cuộc thảo luận đó, ông sẽ quyết định bổ nhiệm thủ tướng. Mày rất là tinh tướng ha. Ông giống như đảng của ông thắng. Bổ nhiệm thì không là cái quyền của các cái đảng khác, chứ bây giờ không phải là đảng của ông nữa rồi. Ông chỉ có quyền là phê chuẩn thôi, chứ ông không phê không được. Liên minh mặt trận bình dân mới thì bất ngờ đứng đầu vào cái sáng chủ nhật vừa rồi. Nhưng ông nói là đây không được coi là một chiến thắng, tức là Macron nói. Và tổng Politico của EU cũng lưu ý vốn coi đây là một phán quyết không thương tiếc từ tổng thống, và chắc chắn là nó sẽ gây ra cơn bão phẫn nộ ở phía bên trái. Ông bây giờ ông không chịu, coi như giống như là, tức là không phải chiến thắng thì có nghĩa là ông thắng, hoặc là ông không thua.
Tức ông vẫn nghĩ là cái đảng ông đang cầm quyền, đảng ông vẫn là đa số và ông đang là tổng thống. Nhưng bây giờ tình hình nó khác rồi, có thể là chính phủ là người khác, đảng người ta nó nhiều phiếu hơn nhiều. Chưa nói thôi chứ ông đứng cái nhì, ông về nhì, ông cứ cứ nghĩ là ông vẫn cái đảng ông vẫn đang đứng đầu. Cho nên là ông có những cái tuyên bố bây giờ thì rõ ràng các cái đảng mà đối lập của ông thì nó không thể chấp nhận được đâu, khó. Cần lưu ý rằng cái liên minh trải qua một thời kỳ phục hưng hoàn toàn và với số ghế là 180 trong quốc hội thì còn lâu mới đạt được 289 ghế để chiếm đa số tuyệt đối. Trong mọi trường hợp thì Macron dường như là đang hướng tới một cuộc đối đầu có khả năng bùng nổ với cánh tả, đặc biệt là với đảng gọi là Insoumise La France của Jean Le Mélenchon, đảng mà ông coi là một phần của lực lượng Cộng hòa. Phiên bản Mỹ, thông điệp này được đăng trên báo chí của khu vực, chứa đựng mầm mống của sự trôi dạt và đối đầu có thể xảy ra. Vì cái cách giải quyết của ông Macron về kết quả bầu cử không phải lúc nào cũng được mọi người chia sẻ. Tờ báo này cũng rất là ngạc nhiên khi ông Macron, người có phong cách chính quyền tập trung cao độ và theo chiều rộng đến cái mức kêu gọi bầu cử mà không hỏi ý kiến thủ tướng của mình, lại kêu gọi là định hình một nền văn hóa chính trị mới của Pháp và lấy cảm hứng từ nhiều người châu Âu, tức là những người hàng xóm. Việc tổng thống của nền Cộng hòa thứ năm và đặc biệt là một tổng thống cho đến nay phần lớn coi thường nghị viện, nói rằng Pháp nên noi gương Ý hoặc Mỹ và phát triển một nền văn hóa nghị viện hơn, tương xứng với cú sốc mà ông Macron đã gây ra với quyết định bí ẩn của ông về việc kêu gọi bầu cử. Chứ có ai kêu đâu. Với tựa đề sương mù có thể tan vào ngày 18 tháng 7, các cuộc đàm phán liên minh đã trở nên một đặc điểm của chính trị Pháp kể từ Chủ nhật vừa rồi. Đây là một tình huống hiếm gặp đối với một quốc gia thường duy trì đa số độc đảng ổn định. Tờ Politico lưu ý rằng, nhưng không phải ai cũng nhất trí về con đường phía trước. Một số ủng hộ việc hợp tác với những người bảo thủ, trong khi những kẻ khác thì lại ủng hộ quan hệ đối tác với cánh tả và cánh hữu ôn hòa. Tờ Le Temps tóm tắt, mọi người đều đang tìm kiếm đa số cho riêng mình. Còn tờ Le Soir của Bỉ thì tổng kết, vẫn chưa có cuộc thảo luận nào về việc bổ nhiệm thủ tướng. Sương mù có thể tan chậm nhất trong vòng một tuần, tức là vào thứ năm tuần sau, ngày 18 tháng 7, khi quốc hội mới tổ chức họp đầu tiên. Và chỉ còn 10 ngày sau nữa là đến Thế vận hội Olympic ở Paris khai mạc. Không rõ liệu Macron có nghĩa là một chính phủ mới sẽ không được thành lập kịp cho cái Thế vận hội hay không. Tờ New York Times lưu ý. Thì chúng ta thấy là cái nền chính trị Pháp hiện nay nó rất rối. Chiến thắng là rõ ràng thuộc về cánh tả. Đảng của ông Macron thì đứng về nhì. Đảng cánh hữu, cực hữu thì vòng 1 đứng đầu rất xa, nhưng đến vòng 2 thì bị đánh xuống thứ ba. Olympic, một cái sự kiện thể thao lớn của thế giới, thực hiện thể thao chính trị của thế giới thì đang cận kề. Trong khi Tổng thống Pháp thì là người không còn có khả năng quyết định gì đối với các cái thành lập của các đảng của bên quốc hội người ta họp. Nhưng mà anh vẫn có những cái nhìn của riêng mình, anh có bức thư có vẻ tâm tư của riêng mình, nhưng mà thực tế là anh cũng đang muốn cho cái phe của mình, cái đảng của mình, hay nói cái khác là cho cá nhân đâu, cho nó tại vị, cho nó yên và làm ăn sau này nó tốt vậy thôi. Thì đấy là một số câu chuyện về ông Macron. Bây giờ chúng ta có qua câu chuyện thứ hai, nói về Ba Lan. Ba Lan và Ukraine mới ký một cái thỏa thuận an ninh bổ sung, trong đó người ta nói rằng Ba Lan và Ukraine đã phát triển một cái cơ chế đánh chặn tên lửa trên bầu trời Ukraine, tất nhiên là tên lửa của Nga. Theo Tổng thống, theo gọi là nhà lãnh đạo của Ukraine Zelensky, thì thỏa thuận này bao hàm việc phát triển cơ chế đánh chặn tên lửa trong không phận của Ukraine. Đấy. Thì một số người ta đã xem xét cái liệu cái hệ thống phòng không của lực lượng vũ trang Ba Lan có đủ cái khả năng để thực hiện một nhiệm vụ như vậy hay không, hoặc là nếu có đủ khả năng thì có dám làm hay không. Lễ ký kết thỏa thuận này chúng ta biết là đã diễn ra tại Warsaw, thủ đô của Ba Lan. Nó có sự tham dự của Thủ tướng Ba Lan Odo Nam Tuk và từ Ukraine là ông Zelensky. Thời hạn của nó là 10 năm.
Và theo Zelensky thì thỏa thuận này cũng bao gồm khả năng đánh chặn tên lửa bằng hệ thống phòng không Ba Lan trên đất Ukraine. Ông nói rằng chúng tôi đặc biệt biết ơn về các thỏa thuận đặc biệt và điều này được phản ánh trong thỏa thuận an sinh. An ninh. Một điều khoản đã được đưa ra để phát triển cơ chế bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong không phận Ukraine. Ông Zelensky cố gắng nói câu này trong cái cuộc họp ngắn tại Warsaw. Như chúng ta biết là cái chiều dài biên giới của Ba Lan và Ukraine là 542 km và cái thành phố lớn nhất ở biên giới là Transcaspia, tức là Lvov và Oshkosh. Nằm ở phía tây đất nước, cách biên giới khoảng 70 km là đến Ba Lan. Cái bãi huấn luyện quân sự Zaporizhzhia là nơi đặt lính đánh thuê nước ngoài được huấn luyện vào năm 2022, thậm chí còn gần hơn, chỉ cách Ba Lan 20 km. Họ cùng nhau nhất trí rằng Ba Lan sẽ tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine và sẽ là trung tâm hậu cần cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine. Và đáp lại thì Kiev sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu của mình với Warsaw để góp phần hiện đại hóa của đội Ba Lan. Thỏa thuận cũng nêu rõ Ba Lan sẽ xem xét cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29, miễn là điều này không làm suy yếu an ninh quốc gia của nước này, tức là của Ba Lan. Ngoài ra thì Ukraine cũng sẽ thành lập một quân đoàn lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ Ba Lan dành cho công dân Ukraine ở các nước EU. Quá trình đào tạo của nó sẽ diễn ra trên đất Ba Lan. Vậy thì bây giờ chúng ta xem Ba Lan có những hệ thống phòng không nào. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Cân bằng quân sự năm 2024, thì đến cuối 2023, thì Ba Lan có 180 hệ thống tên lửa phòng không SAM, 169 đơn vị trong lực lượng mặt đất và 16 phương tiện phục vụ trong không quân. Cụ thể là 64 chiếc hệ thống phòng không quân sự OSA, 79 căn cứ hệ thống phòng không quân sự Poprad do Ba Lan sản xuất, 20 đơn vị SAM, tức là khối lập phương, 14 đơn vị SAM S-125 Neva, 6 đơn vị hệ thống phòng không Nauru của Ba Lan, 2 hệ thống phòng không Patriot PAS-3 MSE của Mỹ. Và Ba Lan cũng được trang bị nhiều cái hệ thống tên lửa phòng không cầm tay, ví dụ như Chrome của Ba Lan, được tạo ra trên cơ sở của Iskander-Manpad của Liên Xô cũ và Pyorun, tức là hiện đại hóa sâu sắc của Chrome. Hầu hết các hệ thống phòng không này được sản xuất trong chiến tranh lạnh và được Liên Xô tặng cho Ba Lan với tư cách là đồng minh của Hiệp ước Warsaw. Vậy thì hệ thống phòng không bắn được bao xa? Không phải tất cả chúng đều phù hợp để cung cấp khả năng phòng không cho các thành phố và các cơ sở quân sự. Do đó, Nauru, Cuba, Osa và Poprad là các hệ thống phòng không quân sự, là một phần của lực lượng mặt đất và thường được sử dụng để bảo vệ một đơn vị và thiết bị cụ thể khỏi các cuộc tấn công trực tiếp của máy bay và trực thăng trong khi chiến đấu. Những hệ thống phòng không như vậy sẽ không thể thực hiện các nhiệm vụ khác do tầm bắn hạn chế. Ví dụ, tầm bắn của Kubes lên là 22 km. Hệ thống phòng không Nauru sử dụng tên lửa SAM của Anh có thể bao phủ khu vực có bán kính chỉ là 25 km. SAM cũng có biến thể tầm trung là SAM-E, tầm bắn lên tới 45 km. Nhưng hiện tại quân đội Ba Lan chưa đưa chúng vào biên chế. Việc cung cấp 1.000 tên lửa như vậy chỉ thống nhất được vào đầu năm 2023 và hệ thống phòng không S-125 Neva cũng có tầm bắn tương tự như SAM, tức là khoảng 45 km. Nếu nói về hệ thống phòng không OSA thì tầm bắn của chúng không vượt quá 10 km. Và Grom và Priorun, các hệ thống phòng không di động có thể bắn hạ các mục tiêu bay xa tương ứng không quá 5,5 km. 79 đơn vị của hệ thống phòng không Poprad được sử dụng loại Manpad này, thì về cơ bản đây là một phương tiện quân sự chạy trên mọi địa hình. Trong đó Manpad được lắp đặt để tăng khả năng cơ động của các phương tiện sau. Như vậy, hầu hết các hệ thống phòng không sẽ không có khả năng bao phủ diện tích không quá 25 km kể từ biên giới Ba Lan. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có thông tin nào về việc Ba Lan sẽ chuyển giao các thiết bị này cho Ukraine và rõ ràng lựa chọn duy nhất và vận hành các hệ thống phòng không như vậy từ lãnh thổ Ba Lan. Nhưng nếu những tổ hợp này được tách ra khỏi các đơn vị của chúng để đưa thẳng qua biên giới Ba Lan-Ukraine, thì chúng chỉ có thể bảo vệ các thành phố biên giới ở vùng Volyn, cùng lắm là đến Lvov và Transcarpathia.
Điều đáng lưu ý là nhiều hệ thống trong số này không được thiết kế để bắn hạ tên lửa hoặc máy bay không người lái. Mục tiêu thông thường của họ thường là máy bay và trực thăng. Thứ nhất là phù hợp để chống lại tương đối thành công các tên lửa mà Zelensky nói đến trong hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Lực lượng không quân của Ba Lan sở hữu những cái phiên bản cải tiến mới nhất của hệ thống phòng không này, đó là Patriot Pass 3 MSE. Nhưng theo báo cáo của Military Balance năm 2024 thì Ba Lan chỉ có hai hệ thống như vậy. Sáu hệ thống nữa sẽ chuyển giao nhưng mà trong tương lai. Theo nguồn tin mở thì tầm bay của Patriot Pass 3 lên tới 120 km, và điều này là khá đủ để có thể cung cấp phòng không cho Lvov và các khu vực xung quanh nó mà thôi. Nhưng có một chi tiết quan trọng, tên lửa phòng không Pass-3 MSE chỉ có tầm bắn như vậy nếu mục tiêu của nó là mục tiêu khí động học, tức là máy bay hoặc trực thăng mà thôi. Nếu chúng ta nói về các mục tiêu đạn đạo, ví dụ như tên lửa, thì tầm bắn của Pass-3 MSE chỉ giới hạn 60 km. Điều này có nghĩa là trong số các thành phố lớn quan trọng, chỉ có Lvov cách đây không xa có căn cứ quân sự, bao gồm các căn cứ cho quân nhân nước ngoài mới có thể được bảo vệ khỏi các mục tiêu như vậy, còn ngoài ra thì không. Nga cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu Ukraine sử dụng lãnh thổ của nước thứ ba để gây hấn thì lãnh thổ đó sẽ tự động trở thành một phần của cuộc xung đột. Vào thời điểm đó, chúng ta đang nói về máy bay F-16. Loại máy bay không có sân bay phù hợp ở Ukraine cất cánh. Và đến bây giờ thì nó có thể là các hệ thống phòng không của các nước này. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga cũng vẫn chưa đưa thêm bất kỳ tuyên bố nào để liên quan đến hệ thống phòng không của Ba Lan. Như vậy, vấn đề Ba Lan hiện nay đang cãi cọ với NATO là chúng tôi sẽ không bắn nếu không có đồng ý của NATO, là nó có hai ý. Ý thứ nhất là coi như sợ mình một mình chịu trách nhiệm, rõ rồi. Cái thứ hai là cũng chả thể bắn được. Có mỗi cái hai Patriot thì cũng chỉ bảo vệ giỏi lắm là Lvov. Thế là Lvov thì nó cách 70 cây mà cái loại Pak-3 này nó chỉ giỏi lắm là bắn 60 cây, còn 120 cây là bắn loại trực thăng thôi, chứ còn đạn đạo rồi hành trình mà thêm ông Kinzhan và mấy ông siêu thanh nữa thì bỏ tay. Cho nên là nhân cái tiện nói thì nói luôn, nhưng mà đối với Zelensky thì bây giờ nghe nói có hệ thống phòng không bắn từ bên đó ra có khi 1-2 cây số, ông cũng la toáng lên là coi như là có thể là phủ rộng đến 120 km, tức là nói về mức tối đa của cái loại gọi là Patriot bắn trực thăng, chứ còn bắn các loại đạn đạo hành trình thì không được. Thì qua đây để chúng ta hiểu thêm rõ cái bản chất của cái thỏa thuận an ninh, nó là những cái gì về mặt là sử dụng hệ thống phòng không của NATO, một nước NATO, để mà bắn hạ các cái vật thể bay của Nga trên đất Ukraine. Thực tế không có gì đáng ngại. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến Latvia. Như chúng ta nói đã ban đầu, đây là một cái thị trấn du lịch rất đẹp, có thể nói là đẹp nhất của tức là vịnh Riga ở bên bờ Baltic của Latvia. Thì người ta nói là Jūrmala là một sự kết thúc, thì người ta cứ nghĩ rằng đó là chiến tranh kết thúc tại đây, nhưng không phải. Chiến tranh chưa đến nhưng ở đây gần như là nó buồn bã và nó gần như không còn ai. Ngay cả trong cái thời kỳ Covid thì người ta nói là nó còn thấy có người, nhưng mà bây giờ thì không còn ai cả. Kỳ nghỉ lễ đang diễn ra sôi nổi, đây không phải là Jūrmala. Người Nga khi đến khu nghỉ dưỡng lớn nhất ở Latvia này đã rất ngạc nhiên, không có khách du lịch nào. Nhà hàng vắng tanh, các căn hộ được cho thuê với giá rất hời. Cư dân Saint Petersburg đã mô tả tình hình như trên tại vịnh Riga. Tại vì Nga thì ở bên này cũng rất là đông các bạn, hồi xưa là cũng là Liên Xô cũ. Có một anh chàng tên là Sergey đến Jūrmala vào tuần trước. Anh nói rằng tôi đến bãi biển và choáng váng, không có một bóng người, mặc dù cách đây vài năm ở đây không có đám đông nào vào cái thời cao điểm của mùa giải. Tức là anh chàng này đến xem Euro, ngay cả khi trong thời kỳ Covid, người ta vẫn nằm dưới từng bụi cây, và bây giờ bạn đang bước đi như thể đang đi trên bề mặt của mặt trăng, không có ai cả. Anh cũng tin rằng với cái những lời giải thích này, khách du lịch Nga
là người dung hòa nhất. Họ thư giãn tối đa, họ đặt một căn hộ một tháng, thậm chí hơn, và không rời khỏi nhà hàng. Còn bây giờ không có. Không có những người đi nghỉ hào phóng như vậy. Hầu hết người Litva đến vào cuối tuần hoặc thậm chí trong một ngày. Vào thứ Bảy, trung tâm Zorba đông đúc, xe buýt Litva, có lẽ họ bán cho khách du lịch một chuyến du lịch cuối tuần đến Jūrmala hóa ra rẻ hơn, tức là người Tajin, người Litva tụ tập ở đây vào cuối tuần. Chúng ta có thể thấy cái tình hình ở các nước Baltic nó là như vậy. Tuy chiến tranh ở đâu đâu chứ không phải ở đây, mà ở đây nó hậu quả của nó là như thế. Trước đây thì các quán cà phê yêu thích mà chúng tôi thường tổ chức tiệc vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Bây giờ cơ sở trống rỗng. Anh Sergey nói tiếp, không có khách ở một nhà hàng nổi tiếng mà năm ngoái tôi không thể tìm được một cái bàn trống nào. Bây giờ tôi đang ngồi đây một mình. Hình ảnh thật buồn. Người ta có ấn tượng rằng sự kết thúc đã đến với Suramala. Người dân địa phương ban đầu hy vọng rằng người Litva sẽ thay thế người Nga. Nhưng điều này hóa ra chỉ là ảo tưởng. Khu nghỉ dưỡng không thể tồn tại nếu không có khách du lịch Nga. Năm ngoái, tôi hầu như không thuê được một căn hộ tồi tàn ở đây vì số tiền điên rồ, quá cao. Bây giờ tôi đã chọn được 8 căn hộ tươm tất nhất cho mình, trong khi giá tiền rất rẻ. Không có người sẵn sàng cho thuê, người địa phương bắt đầu cho thuê theo ngày, điều mà trước đây chưa từng làm. Họ chỉ cho thuê theo tuần, theo tháng, nhưng bây giờ một ngày cũng được. Nhiều người đã loại bỏ, đánh dấu là mùa hè hay là mùa thu. Kết quả là tôi đã thuê được một căn phòng sang trọng với số tiền cực kỳ hợp lý. Nếu tôi ở lại đây, tôi sẽ có thấy còn rẻ hơn nữa, sẽ tìm được cái mối rẻ hơn nữa. Không giống như ở Riga, nơi tâm lý bài Nga ngày càng gia tăng. Jūrmala trả lời, tôi đến chợ, mọi người ở đấy đều nói tiếng Nga. Trong quán cà phê, họ đều hiểu tôi là người đến từ Nga. Họ chuyển sang họ nói tiếng Nga. Và bây giờ chủ đề chính trên thị trường là ai trong số những người nổi tiếng của chúng ta gặp ở đây. Có tin đồn về Khazanov, nhưng tôi chưa gặp trực tiếp anh ấy nên không thể bảo đảm tính xác thực của nó. Họ đang thảo luận về Pugachova, là cái người đã hát cái bài Chiều Bông Hồng. Rồi nói chung là các ngôi sao Nga đều nằm trong chương trình nghị sự. Nếu việc thiếu khách du lịch chỉ khiến cho những người tham gia vào ngành du lịch lo lắng, thì giá cả ở Latvia lại gây sốc cho tất cả mọi người. Giá thật đáng sợ. Người đối thoại nói, mọi người đến quán cà phê bằng thẻ giảm giá. Mọi người đều tiết kiệm tiền, thường đều uống cà phê miễn phí. Vì vậy tôi đã mua một tách cà phê cappuccino nhỏ với giá ưu đãi và phải trả tới 4,5 euro. Trong khi đó ở Ý nó chỉ là 1,7. Các nhà hàng bắt đầu sẵn sàng giảm giá cho du khách để mọi người ở lại. Hôm nọ tôi nhìn vào một cửa hàng, có một bà già đang đứng gần quầy bán hoa quả rên rỉ. Và có một lý do, anh đào từ 8 đến 10 euro. Tôi khuyên cô ấy nên đi chợ ngoại ô thành phố, nơi quả là anh đào có 5,5 euro. Nói tóm lại giá cả không thực tế. Bản thân người Latvia cũng thừa nhận nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, thì rác rưởi sẽ rất nhiều, sẽ bùng phát tại thành phố này. Lavian Dimitri, người đã rời đất nước 2 năm trước, đã chia sẻ quan điểm của mình về tương lai của Jūrmala. Khu nghỉ dưỡng đang hấp hối. Trước đây, họ có một đội KVN riêng, nhưng bây giờ chúng tôi không nghe thấy gì về họ. Vài năm trước, các nhà hàng ở Jūrmala luôn chật kín, bạn không thể thuê phòng khách sạn vào ngoài hè. Nhưng bây giờ thì mọi thứ miễn phí. Vâng, ai đến đó? Có lẽ chỉ người Litva, láng giềng, nhưng người ta cũng đang eo hẹp về tiền bạc. Và người Đức, nhưng có lẽ người này sẽ suy nghĩ hàng nghìn lần trước khi mua một cái gì đó. Một người quen của tôi phàn nàn rằng anh ấy đã mua pizza và đồ bún uống cho trẻ em trong một quán cà phê khiêm tốn và đưa 45 euro. Hóa đơn cho căn hộ là 350 euro. Trước đây Latvia tự sản xuất thiết bị và hiện đại hóa các doanh nghiệp nhưng nay đã đóng cửa. Sản phẩm được vận chuyển từ Litva, không có gì là của riêng chúng tôi. Bạn mua bánh mì về, bóc nó ra và giống như chất dẻo. Ở Suramala ai cũng buồn cho du khách Nga. Họ nhớ lại thời kỳ béo bở khi có các cầu thủ KVN của Nga để lại 500 euro tiền bít, tiền tip tại đây, tức là bò. Khách du lịch từ Nga phung phí tiền của họ, nhưng không giống như Riga.
nơi người Nga bị chế giễu. Ở Jurama, thái độ đối với người Nga vẫn không thay đổi. Cư dân của thị trấn nghỉ mát này sẵn sàng khiêu vũ cho người Nga, miễn là họ mang tiền lại cho họ. Thì qua câu chuyện này thì chúng ta thấy là tất cả các nước Baltic rất là bi đát. Những cái chỗ như thế này, tức là có thể nói là rất là đông. Tôi xưa tôi có kể các bạn rồi, đến là rất là đông. Và tôi có nghe những cái gọi là nhạc cổ điển đến 12 giờ đến 1 giờ đêm mà cô giáo phải bắt tôi ngủ để ngày mai đi đi du lịch tiếp ở cái khu này. Và tôi cũng đã kể rồi, tức là khi mà đi mua đồ tôi nhờ cô giáo tôi là mua một cái loa S990 hoàn tráng, hồi đấy còn loa to lắm, không phải dễ mua. Mà tôi thấy rõ ràng, nhưng mà người mình là người Việt Nam thì chắc chắn bọn này nó chả bán. Thế nhờ cô giáo là gọi là Markova, Lalita Markova, cô mua giùm. Khi mà cô mua thì nó cũng không bán, nó bài xích Nga mà, cái thời điểm cách đây cũng lâu rồi, nó bài xích Nga từ thời điểm đó. Bây giờ thì nó về với thế giới tự do thì bây giờ nó ra thế này đây. Thế cuối cùng cô giáo tôi đi ra xong cô quay vào, nhưng cô đi vào cái cửa khác vào thì cô nói bằng tiếng Anh thì nó bán, để chúng ta biết là cái bọn này nó là như vậy. Và bây giờ người ta đã trả giá bằng cái gì? Tôi không còn ai đến đây, không còn ai đến đây. Thành phố hoa lệ nhất của vùng Baltic đang trở thành một đống rác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các buổi tiếp theo. Chúc ngủ ngon. Bye bye.